ngon không? Đấy xà. Món lẩu hải sản đúng không? Để ba coi có cái gì không nha. Sao cho thầy coi. Đây lẩu hải sản nha, có được một con tôm à. Trời ơi, nguyên một cái lẩu à, hai con tôm. Một miếng mực nè, hai con tôm, hai miếng mực. Rồi xong, chấm hết. À, một miếng cá. Cái lẩu này chỉ có hai con tôm, hai miếng mực, một miếng cá. À, một con tôm nữa. Đâu, cái này là miếng ớt. Giờ mày ăn lại bỏ hết bún cái này ăn luôn. Rồi, em được thêm rồi. Mấy cọng rau muống nè, cải thảo nè. À, còn thêm hai cái con sò đây nữa nè. Giờ ăn là bỏ hết bún cái này ăn rồi ăn nè. Hai con sò và một cái dĩa bún tí hon. Cái lẩu này thì chỉ một người ăn thôi, hai người là một người kia nhìn đói nha. Một người là ăn cái khác. Ừ, một người ăn cái khác. Đây, có thêm món mới. Nè, bỏ cái điện thoại rồi đang coi. À, đây. Đây là cơm thịt bò. À, rồi, cảm ơn. Đây là bữa cơm thịt bò. Đây là mì hải sản Ý. Còn đây là thịt gà. Để mẹ xếp lại coi nè tí. Để mẹ xếp lại coi. Mấy con ăn nha. Rồi con thích ăn món nào? Rồi đổ hết rồi. Rồi con ăn cái này đi. Con ăn cái này. Rồi mình ăn cái đó. Rồi còn cái này nữa bỏ đây. Ngon không? Đấy xà. No chưa?
Không còn cái gì nữa cả, sực hết rồi, không còn cái gì nữa cả. Như một quả chiến trường.